Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu với mọi người một dòng sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Hyundai Porter 2 đời cao và Hyundai xe tải anh em nhé, và Kia K250. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua về chiếc lốc này. Đó, anh em nhìn nhé. Đây chính là chiếc lốc điều hòa này. Chúng ta cùng sơ qua mặt trước, mặt sau, mặt đầu bu li và mặt đuôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua này. Lốc thì được bắt vào với lốc máy và ở phần động cơ là 4 chân, 2 chân trên và 2 chân dưới. Nhưng mà với cái phần đặc điểm nổi bật của cái dòng lốc đời cao này là cái phần đuôi nó sẽ đua ra. Thân thì nó sẽ vẫn là dạng thân tròn của HS15. Nhưng cái thiết kế ở phần này là cái phần đuôi lốc nó đua ra này. Ở phía bên cạnh của lốc thì sẽ có một cái van, đây chúng ta sẽ gọi là cái van áp suất để bảo vệ lốc. Dòng này thì nó chạy dây cu loa là bản 7BK. Anh em nhìn nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, 7BK. Lốc được bắt lắp ghép với nhau qua 4 phần thân. Đây, anh em nhìn nhé, một đuôi, một đầu và hai thân bắt xuyên qua nhau bởi một con ốc dài xuyên suốt thân. Đó, đây chính là cái buôn điện của nó nhé. Đấy, đó, anh em nhìn này, ở phần trên nữa là có bắt thêm hai con ốc nữa xuyên qua thân, rất là chắc chắn luôn. Đây là mặt bích của để chúng ta bắt cái mặt bích dẫn đường ống ga vào đây. Đấy, và trên đây thì sẽ là cái mã của hãng Hyundai cấp cho HMC. Đó, chúng ta lưu ý này, những cái dòng lốc này thì anh em lưu ý là cố gắng sử dụng chuẩn dầu, tức là không phải là dầu đa năng, tức là dầu người ta đã chú thích rất là rõ ràng với cái dòng thân lốc RS15. Chúng ta sẽ sử dụng dầu 46, ga thì có thể sử dụng dòng ga 134A hoặc là 1234IF, tức là cái dòng xe sang của châu Âu, xe Đức và xe đời cao bây giờ. Đó, thì em cũng chỉ giới thiệu sơ qua đấy anh em thôi. Đó, vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái dòng sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của xe Hyundai Porter đời cao, Hyundai xe tải đời cao, Hyundai Trúc HD100, và cái K250. Thì cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.